tại thì mình đang đi vào một cái nghĩa địa các bạn. Đó, các bạn nghĩ là oh man, tại sao đi nghĩa địa? Bởi vì sao các bạn? Nghĩa địa là một cái nét đặc trưng, một cái nét gọi là cái lịch sử đặc trưng luôn tại cái khu vực Savannah này. Bởi vì những cái nghĩa địa ở đây nó có một cái hình ảnh ma mị, nó rất là hay các bạn. Và nhiều người họ tới đây, nhiều nhà làm phim họ tới đây họ làm phim những cái bộ phim ma, phim kinh dị. Ở đây các bạn, ở đây bên trái mình chỉ cho các bạn biết thì cái chỗ này người ta tổ chức cái tour để mà vô tham quan cái nghĩa địa luôn. Thì các bạn biết là cái nghĩa địa này là một cái phần du lịch của Savannah này luôn các bạn nha, chứ không phải là mình tự đi mình tới để mình quay cho các bạn xem. Cho nên thì ở Savannah này có nhiều cái nghĩa địa lắm. Thì đây là cái nghĩa địa tên là Bonaventure. Hay ok các bạn, thì mình vừa mới đậu xe xuống để cho các bạn tham quan xung quanh cái nghĩa địa này nha. Như mình nói thì cái nghĩa địa ở Savannah này là một cái thành phố, gọi là một cái thành phố ma ám nặng nề nhất ở nước Mỹ. Cho nên thì cái nghĩa địa là ở Savannah này rất là nhiều các bạn. Và hiện tại thì mình đang đứng tại cái nghĩa địa là Bonaventure, rất là nổi tiếng và rất là đẹp. Nếu như các bạn nào mà tới Savannah này các bạn muốn vào xem thì các bạn có thể tới đây. Thì mình sẽ bỏ cái tên của cái nghĩa địa này trên cái màn hình để các bạn có thể tới vào xem. Thì phía sau lưng của mình là một phần thôi các bạn, một cái chỗ của một cái khoảng đất rộng này. Các bạn thấy nghĩa địa không? Rất là rộng, cực kỳ rộng lớn luôn. Thì như mình nói thì ngày xưa thì ở đây người chết rất là nhiều, mấy trăm năm về trước, người nô lệ, rồi chiến tranh, dịch bệnh, và có rất là nhiều những người chết ở đây. Cho nên thì nghĩa địa là một phần của cái thành phố Savannah này các bạn. Và những cái ngôi mộ ở đây các bạn thấy nó rất là cũ kỹ và lâu đời ha. Đó, nó rất là cũ và đấy, rong rêu đóng, và nó rất có một vài những ngôi mộ mới, nhưng mà các bạn thấy hầu như là đa số là toàn những ngôi mộ cũ không, rất là lâu đời các bạn. Các bạn thấy thì những ngôi mộ ở đây là từ năm 1800 mấy các bạn, rồi từ năm 1700 mấy nữa, trên rất là lâu đời, khoảng thế kỷ thứ 18, 19 rồi các bạn ha. Nó rất là lâu đời luôn, mấy trăm năm về trước. Các bạn thấy một cái khu vực rất là rộng lớn, và đặc biệt là cái đặc trưng của những cái cây sồi ở đây. Những cây sồi ở đây nó làm cho thành phố này càng thêm ma mị và có một cái cảm giác rất là rộng lớn các bạn. Các bạn thấy những cái bức tượng ở trên đó ha. Đó, từ rất là lâu đời các bạn, mấy trăm năm về trước là họ đã xây những cái ngôi mộ này rồi, và tới bây giờ cái gạch đá nó vẫn còn y hệt như vậy luôn, người ta không có làm mới gì hết. Có thể là những cái ngôi mộ này của gia đình luôn các bạn, có thể thấy là những ngôi mộ nhỏ xung quanh đúng không? Ở đây là nguyên một cái gia đình luôn ha, rồi mỗi một phần mộ là nguyên một cái phần gia đình trong đó luôn. Các bạn thấy những ngôi mộ nhỏ xung quanh, rồi ngôi mộ lớn cha mẹ gì đó thì người ta để xung quanh nữa. Các bạn thấy thì thỉnh thoảng đây có một chiếc xe, người ta ở đây á, là các bạn lái xe vô đây thoải mái luôn, lái vòng thoải mái đây luôn. Đấy, không có cái bãi đậu xe, cho nên các bạn muốn đi muốn lái xe như thế nào cũng được. Người ta vô đây người ta tham quan rất là nhiều. Đó, người ta tham quan rất là nhiều nha các bạn. Các bạn thấy thì mộ bên Mỹ á, người ta không có để nhang, không có để trái cây này nọ như Việt Nam, nhưng mà người ta đem hoa tới, người ta tới thăm rồi người ta để hoa thôi, chứ không có cắm nhang, hay là không có để trái cây, hay là bia, hay là thuốc lá, hay là các loại mà nhang khói đây các bạn ha. Trên đó là cái những cái văn hóa của phương Đông và phương Tây nó khác nhau. Tuy nhiên thì khi mà các bạn xem những bộ phim ma, những cái bộ phim về kinh dị ở Mỹ thì người ta quay được những nghĩa địa này nó rất là thật các bạn. Người ta nói đùa rằng khi mà các bạn tới thành phố Savannah này á, các bạn chụp hình thật là nhiều, biết đâu được các bạn sẽ bắt được một con ma trong tấm hình khi mà các bạn về các bạn xem lại. Cho nên có một số người khi mà tới đây họ chụp hình đó các bạn, về họ xem lại có những cái bóng đen hay là những cái sự xuất hiện bí ẩn ở trong cái tấm hình của họ. Ok, thì đó là cái chuyện vui người ta nói, nhưng mà vẫn có một số người nó có sự thật diễn ra trong những bức hình mà họ về họ xem lại các bạn. Đặc biệt là khi họ in ra hay là họ về họ zoom cái điện thoại họ lên thì họ phát hiện một cái điều gì đó trong cái bức hình hoặc là trong cái video mà họ quay. Biết đâu chừng thì ở sau lưng mình thì các bạn có thể phát hiện một cái điều gì đó chăng. Đó là một chiếc xe thôi. Ok các bạn, thì hiện tại thì mình với lại cameraman đang đi lang thang ở trong nghĩa địa. Ok, nói chung thì bước vào đây thì cũng phải đi chung với ai đó, chứ bây giờ đi một mình thì nói chung là càng lạnh hơn các bạn, khá là lạnh, trời mưa nữa. Ok, nhưng mà một cái cảm giác rất là vô moss. Không biết sau lưng các bạn thấy gì không nha. Leave a comment ở bên dưới các bạn. Ok các bạn, thì ngay bây giờ đây thì mình sẽ dẫn cho các bạn tới một cái ngôi mộ rất là nổi tiếng, không chỉ là nổi tiếng tại Savannah này mà nổi tiếng cả trên thế giới cho những người họ thích những ngôi mộ cổ. Và đây là cái ngôi mộ rất là linh thiêng của một cô bé. Ok, thì ngay đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn nha. Ok các bạn, cho các bạn thấy phía sau lưng của mình. Đây, đây đó, và thấy không? Phía trong đây thì đây là ngôi mộ của cô bé này tên là Gracie Watson. Đây các bạn thấy cái tên không? Gracie Watson ở đây. Đây là một cái ngôi mộ rất là linh thiêng của cái khu vực nghĩa địa Bonaventure chỗ này. Rồi khi mà các bạn tới đây thì các bạn nên thăm cái ngôi mộ này và cái câu chuyện như thế nào và tại sao mà nó lại nổi tiếng như vậy. Thì bé Gracie Watson này các bạn sinh ra vào năm 1883 tại Savannah này. Tức là câu chuyện này xảy ra khoảng 138 năm về trước. Thì ba của cô bé đó các bạn là làm quản lý ở trong một cái khách sạn rất là nổi tiếng tại khu vực Savannah này hồi đó. Cho nên thì cô bé hay tới khách sạn đó chơi, rồi nhân viên ở đó cũng biết cô bé nữa. Và khi mà cô bé được 6 tuổi đó thì cô bé bị chết vì cái bệnh viêm phổi. Tức là vào khoảng năm 1889 thì cô bé chết. Thì lúc cô bé chết là chỉ mới có 6 tuổi thôi. Và đó là vào khoảng tháng 4 năm 1889. Và chỉ cái ngày mà cô bé chết là chỉ có 2 ngày trước cái ngày lễ phục sinh, tức ngày lễ Easter ở Mỹ các bạn. Alright. Và sau đó vào năm 1890 á, thì có một cái ông điêu khắc, ổng tới Savannah này và ổng khắc tạc cái tượng của cô bé Gracie Watson ở đây. Và cái tượng này với cái kích thước của cô bé trong cái thời điểm đó là bằng với kích thước với nhau luôn, tức là cùng size luôn các bạn, cùng kích thước với nhau luôn, và để cái tượng ở đây. Và cái tượng cô bé ở đây rất là linh thiêng, theo như người Việt Nam nói là rất là linh thiêng, nhưng mà ở Mỹ thì người ta nói là haunted, tức là bị ám, bị ma ám ở đây rất là nhiều và rất là nổi tiếng. Thì người ta kể những câu chuyện là thường á, rất là nhiều người tới đây họ cho quà, họ cho đồ chơi của cô bé. Rồi, họ để ngay dưới này. Nhưng mà bây giờ mình tới đây thì không thấy, có thể là nhân viên họ tới đây họ thu dọn các bạn. Và đặc biệt là ngày lễ Giáng sinh người ta tới đây người ta cho đồ chơi ha. Ở đây thì hiện tại thì mình thấy là người ta cho tiền cô bé nè. Các bạn thấy không, những cái tờ 1 đô người ta rải bên trong đây. Và cái mộ ngay chỗ này đó thì người ta rào bằng cái song sắt lại để chi, thực sự là họ muốn bảo vệ cái bức tượng này thôi, bởi vì cái tượng của cô bé rất là nổi tiếng và nhiều người họ tới gần thì người ta sợ làm hư đó, cho nên thì họ chắn cái rào xung quanh này chứ không có cái gì hết. Và người ta kể rằng á, những cái đồ chơi mà người ta bỏ lại ở đây thì nếu như ai đó mà lấy đồ chơi của cô bé đi thì người ta thấy là trên bức tượng cô bé khóc ra máu các bạn. Hoặc là khi mà người ta nhìn thẳng vào mắt của cô bé thì người ta cũng thấy cô bé khóc ra máu. Cái nghĩa địa này đóng cửa khá là sớm, 5 giờ chiều là đã đóng cửa rồi. Thì một số người các bạn họ leo vào đây để mà họ xem cái ngôi mộ này, thì thỉnh thoảng là họ thấy những cái đứa trẻ, nghe những cái tiếng đứa trẻ con nít chơi hay là cười chạy vòng vòng ở khu vực ngay chỗ này các bạn. Alright. Thì đây là những cái câu chuyện về cái ngôi mộ linh thiêng của cô bé Gracie Watson ngay chỗ này và trước mặt các bạn luôn. Đó chính là cô bé Gracie Watson, một cái ngôi mộ rất là nổi tiếng và linh thiêng nha. Có một số những cái người các bạn là những người săn ma đó, họ hay tới Savannah này, bởi vì thành phố Savannah là một cái thành phố ma ám và có rất là nhiều những cái linh hồn ở đây. Họ tới đây để họ săn ma, thì họ tới đây họ cũng tìm cách để mà nói chuyện với cô bé, tức là họ có những cái máy móc như thế nào đó để mà nói chuyện với cô bé. Thì có một người khi mà họ đang dò cái tín hiệu âm thanh để nói chuyện đó thì họ nghe được một cái chữ Watson, chỉ là một cái chữ duy nhất thôi mà nói chung là khá là nhỏ. Ok, thì nói chung thì có rất là nhiều những cái hiện tượng mà người ta không giải thích được, nhưng mà những cái nhân viên ở trong cái nghĩa địa này, có rất là nhiều những cái nhân viên các bạn họ đi làm việc ở xung quanh đây và họ cũng biết được những cái câu chuyện rất là ly kỳ. Và đây cũng là một trong những cái địa điểm mà rất là nổi tiếng mà người ta tổ chức tour. Khi mà các bạn đi vào cái nghĩa địa này sẽ có một cái tour riêng dẫn các bạn đi đến những cái ngôi mộ mà nổi tiếng hoặc là linh thiêng nhất tại cái khu vực nghĩa địa Bonaventure chỗ này các bạn. Ok các bạn, thì bây giờ mình vừa đến một cái nghĩa địa khác. Đây cũng là một cái nghĩa địa nữa rất là nổi tiếng tại khu vực thành phố Savannah. Thì cái nghĩa địa này tên là Colonial Park, ok các bạn, nằm tại cái khu vực trung tâm của thành phố Savannah luôn. Thì nơi đây thì mình cũng sẵn mình tới Bonaventure rồi, thì mình tới đây luôn, mình sẵn mình quay cho các bạn xem luôn. Thì cái nghĩa địa này các bạn, ngay cái chỗ cái khu vực này thì người ta có đề cái bảng là cái nghĩa địa này ngày xưa là những cái cuộc chiến tranh cách mạng rồi những người ta chết ở đây rất là nhiều. Và đặc biệt hơn nữa là ngay cái chỗ này mình đứng là ngày xưa ở đây có một cái cơn sốt dịch bệnh da vàng các bạn, nó giết chết là 700 người ở đây. Thì ở đây có để là 700 người vào năm 1820 các bạn, thế kỷ thứ 19. Đấy, thì người ta chôn tập thể 700 người chết đó đây luôn, cùng với 2 người thầy thuốc mà giúp chữa bệnh á, họ chôn chung ở đây luôn. Tại vì quá nhiều người để các bạn, dịch bệnh mà, cho nên họ chôn ở đây hết luôn. Và các bạn biết thì cái nghĩa địa này cũng rất là cổ, nhưng mà nó nằm ngay tại trung tâm. So với cái nghĩa địa Bonaventure thì mình thích cái nghĩa địa kia hơn. Còn cái nghĩa địa này thì nó nằm ở ngay khu vực trung tâm, rồi có xe cho nó không có cái cổ kính bằng. Nhưng mà khi mà các bạn vào bên trong thì các bạn vẫn thấy những cái ngôi mộ ở đây nó khá là cũ kỹ. Các bạn thấy mấy cái ngôi mộ này, các bạn nhìn gạch của nó rất là cũ rồi, rất là xưa luôn. Các bạn thấy khu nghĩa địa này thì người ta xây đường tráng nhựa rồi đàng hoàng ha, và cây cối nó không có rậm rạp bằng cái khu bên kia thì nó cổ hơn. Nhưng mà các bạn thấy thì các ngôi mộ đây đều là cũ xưa hết các bạn, cả trăm mấy năm rồi, 200 năm về trước, rất là nhiều ngôi mộ cổ. Và cũng có rất là nhiều những cái câu chuyện tại những cái nghĩa địa này của những cái gia đình mà họ chết. Các bạn thấy là ngay chỗ này, một cái đặc điểm của cái nghĩa địa mà Colonial Park này thì các bạn thấy là xung quanh người ta có rào cái hàng rào, và ở giữa người ta làm giống như là một cái bức cái tượng đài vậy đó, xem một cái tượng đài nhỏ đó. Và một cái đặc điểm của cái tượng đài đó tức là người ta để tro cốt của hầu như là tất cả những người trong gia đình, người ta để dưới luôn, tức là tro cốt của ba mẹ con cái ông bà cháu chắc gì đó, người ta đốt ở đó rồi người ta chôn ở dưới luôn. Cho nên làm nguyên một cái tượng đài giống như là cả một cái dòng họ họ chôn chung ở đó rồi họ để đó các bạn. Cho nên là các bạn thấy nó rất là cũ kỹ. Ok các bạn, thì ở đây người ta cũng làm những cái tour cùng với cái tour mà nghĩa địa, tham quan những nghĩa địa ở tại thành phố Savannah này, thì đây cũng là một những nghĩa địa mà sẽ có trong cái tour luôn. Cho nên nếu như các bạn nào muốn tự mình đi không cần tốn tiền thì các bạn có thể tự lái xe tới, đậu xe bên ngoài. Các bạn đi sớm thì các bạn tới đây có chỗ đậu xe, còn các bạn đi trễ nhưng khi không có. Còn cái nghĩa địa kia nó nằm ở xa cái khu vực trung tâm thành phố, cho nên các bạn lái thẳng vào bên trong luôn. Các bạn muốn lái xe vòng vòng trong đó cũng được, đậu đâu cũng được luôn. Còn ở đây thì nó hơi khó khăn một chút xíu. Ok, thì Brian cũng rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này nha. Và nếu như các bạn thích cái video về một cái văn hóa, một cái nét đặc trưng rất là riêng của thành phố Savannah này thì các bạn có thể tới đây để mà du lịch. Nếu các bạn thích video thì các bạn hãy cho mình một like nha. Và mình xin hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Còn bây giờ thì Brian xin chào tạm biệt tất cả các bạn.